Xin chào các bác ạ, đầu tiên thầy Huyền giới thiệu các bác một cái xong nồi cơm này. Rất là đẹp, rất là mãn nhãn cho các bác nhé. Không hề cứ bong chảy xước sát gì hết luôn. Đó, đây là cái phần bụi thôi này, lau qua đi. Đó, cực kỳ đẹp. Mà để mà kiếm được một cái em nồi cơm có xong đẹp như thế này đến từ thương hiệu Jose Rossi, vua đầu bếp thì không phải là dễ đâu các bác nhé. Với cái nồi cơm mà đã qua sử dụng mà lại siêu đẹp như thế này chứng tỏ là nó không sử dụng quá nhiều, đúng không ạ? Đó, một cái xong nồi rất là đẹp đến từ thương hiệu Jose Rossi, vua đầu bếp, dung tích 0,54 lít, màu là màu cà phê các bác nhá, màu nâu cà phê. Nồi nguyên bản còn pin luôn này, vẫn đang đồng hồ vẫn đang chạy luôn, bên ngoài đã được dán dịch tiếng Việt rồi. Mỗi em nồi cơm cao tần áp suất mã NP cái ngang RX05. Đó, cái dạng gù này thì cơm nấu sẽ rất là ngon và đời sản xuất cũng không phải là quá thấp, đời là đời 2017 các bác này. Chúng ta sẽ nhìn thấy số 17 dưới đáy này. Đó, các bác nhìn thấy ạ, số 17 đây. Dung tích là 0,54 lít, công suất là 700W các bác nhé. Công suất 700W nên cần phải cắm qua bộ đội nguồn tối thiểu là 1000V A luôn. Rồi, hình thức ở bên ngoài thì chúng ta thấy rằng là hình thức của em này thì chấm được khoảng tầm 8 điểm. Có vết hơi xước xước như thế này, quay cận cảnh kỹ cho các bác luôn nhé. Đó, ở bên trong này thì chúng ta sẽ xem cái phần răng này, doang của em nó đây, có hơi có vết này, nên là đồ nhà Thanh Huyền đang thanh lý giá chỉ với là 1 triệu đồng cho các bác mà sở hữu ngay được một cái em nồi cơm nấu rất là ngon luôn. Cái này thì không hề ảnh hưởng đến chế độ nấu của nồi các bác nhá. Đó, chúng ta sẽ test luôn này, doang có như thế này, một hơi mềm một xíu xíu thế này nhưng mà không hề bị hở hơi hay không thì chúng ta sẽ kiểm tra luôn bây giờ. Em đó là màn hình LED ấy, cái dòng VIP thì màn hình mới là sáng rực LED lên như thế này khi nấu các bác ạ. Đó, cực kỳ là hiếm gặp luôn. Rồi, chúng ta sẽ chọn chế độ nấu nhanh. Rồi, tái bị trí sủi. Màu màn hình LED nên hơi khó nhìn một xíu, ấn nút nấu đấy. Thì khoảng 44 phút sau các bác nhé. Tuy là chế độ nấu nhanh nhưng mà cũng mất khoảng 44 phút tương ứng với một cái thời gian nấu cơm bình thường của những cái dòng nồi cơm bình thường kia. Đó, vì cái em này cái dòng VIP cơm sẽ nấu lâu hơn, nhưng chắc chắn là cơm sẽ ngon hơn rất rất nhiều cho các bác. Nồi sôi rồi các bác này. Đó, chúng ta thấy khói bay lên cục cục này. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra nhá. Áp rất là kỹ luôn này, shop dám để tay như thế này cho các bác luôn nhá, không hề bị hở luôn. Mặc dù bên trong chúng ta thấy rằng là nó có vết lỗi như thế nhưng không hề bị hở luôn nhá. Đằng trên đằng trước này không hề bị tụ nước gì hết luôn. Nồi đang sôi và chúng ta sẽ tắt đi nhá. Đó, áp xả ra. Và giá của em nó chỉ với là 1 triệu đồng thôi các bạn. 1 triệu đồng sở hữu ngay được một cái em nồi cơm xong rất là đẹp, áp kín. Đó, để đóng lại cũng hơi khó một xíu vì vẫn còn áp. Mà màn hình LED nhá, nồi nguyên bản còn pin cho các bác luôn nhá. Đời sản xuất 2017, 1 triệu đồng cộng với ship. Và luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc cho các bác. Hoặc chúng ta có thể đặt cọc 200.000 đồng qua số điện thoại 0936811346 để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể cũng như là về phương thức vận chuyển, phương thức chuyển khoản. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.